Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da cho phụ nữ trên toàn thế giới, 1-800-918-3017. Kính thưa quý vị, sáng nay thì qua ly cà phê sáng, quý vị cùng với chúng tôi trở lại Jakarta. Chắc quý vị biết Jakarta là một trong những thủ đô lớn của quốc gia Indonesia. Indonesia là một trong những cái quốc gia mà có dân số rất đông, họ là theo Hồi giáo, quốc giáo của họ là Hồi giáo, và rất nhiều cái quần đảo liên tục ở trong khu vực của quốc gia Indonesia. Sở dĩ chúng ta nói đến Indonesia vì phần lớn người Việt chúng ta đã có một thời trú đóng ở tại Ga Lăng vào những thập niên 80. Bởi thế chúng ta biết rất nhiều về Indonesia. Vậy cái chuyến bay GT610 ngày hôm qua như thế nào? Kính thưa quý vị, theo tất cả các báo cáo của tất cả các trạm không lưu ở tại phi trường Jakarta cho biết rằng là chuyến bay GT610 đã bị mất ảnh, mất đi biến dạng sau khi rời khỏi phi trường Jakarta cỡ khoảng 10 phút và mang theo trên đó 189 người, bao gồm 3 trẻ em, và đến bây giờ thì tất cả những cái con người đó chưa có ai khám phá và tìm kiếm được còn sự sống sót. Chiếc máy bay mà rớt xuống ở tại biển kế cận phi trường Jakarta, kính thưa quý vị, đó là một trong những chiếc máy bay được hãng Boeing sản xuất với cái tên là Boeing 737 MAX 8. Chiếc máy bay Boeing 737 MAX 8 đã rời khỏi phi trường Jakarta để đi vào hư vô, và có thể nói đây là một cái tai nạn khủng khiếp cho hãng hàng không Lion Air nói riêng và của Indonesia nói chung. Anh Phát, theo anh theo dõi, anh biết nhiều về hãng Boeing, anh biết thì hiện nay cái hãng hàng không Lion Air có bao nhiêu chiếc Boeing 737 MAX 8 thưa anh? Vâng, hãng Lion Air có tổng cộng là 12 chiếc, 12 và chiếc. Đã rớt mất một chiếc, thành ra họ còn 11 chiếc. 11 thì ngày chiếc. Hôm qua, ông Indonesia đã ra lệnh để mà kiểm soát lại tất cả toàn bộ 11 chiếc, và họ đã kiểm soát được xong 3 chiếc. Và những chiếc còn lại họ đang trên giai đoạn họ kiểm tra lại xem nó có những vấn đề nguy hiểm gì không. Thì thưa anh Đoàn Trọng, chiếc máy bay 737 này là một cái loại máy bay mà đã mang rất nhiều tiền đến cho công ty Boeing, và hãng Lion Air là một trong những công ty đã mua rất nhiều máy bay của hãng Boeing. Và trong những năm vừa qua, ông Obama là cái người mà đã tuyên dương cái order giữa hai quốc gia này, và Tổng thống Barack Obama vào năm 2016 đó, ông là cái người đã dự cái lễ mà tuyên bố là hãng Lion Air sẽ mua 12 chiếc máy bay của hãng Boeing. Thì thưa anh, cái chiếc máy bay năm 2017 đó, nó đã bị Boeing đột ngột ra lệnh ground, tức là đình chỉ cái việc mà bay chiếc máy bay, bởi vì họ e ngại là cái động cơ của máy bay có thể có vấn đề. Và sau đó họ tiếp tục cho bay lại. Thì đêm cái hôm trước khi chiếc máy bay này bị rớt, thì nó cũng đã bị một cái vấn đề trục trặc mà chúng ta chưa biết là trục trặc thế nào, và cái chuyên viên cơ khí đã sửa cái vấn đề trục trặc đó. Và sáng ngày hôm sau thì khi cất cánh, trong vòng 13 phút đầu, chiếc máy bay này đã đâm xuống biển. Kính thưa quý vị, chiếc máy bay 737 MAX 8 của hãng Boeing mà hiện nay Lion Air đã mua, và có một hãng nữa là của Indonesia hiện nay cũng có thêm một chiếc nữa. Đến bây giờ cái công cuộc tìm cứu và cứu cấp tất cả những cái người nạn nhân của chiếc máy bay này như thế nào? Đến bây giờ thì trong một cái diện tích cỡ khoảng 400 cây số vuông, và một trong những cái công cuộc tìm kiếm với tất cả những cái phương tiện cơ hữu của Indonesia đã đưa ra, và hôm nay đó đã tìm nói rằng là gồm có 35 chiếc tàu, 50 thợ lặn và tất cả những cái lực lượng của họ ở trong 13 cái khu vực ưu tiên, và họ đã kiếm được làm 26 cái xác chết nằm ở trong cái gói đã được đưa lên bờ, và tổng cộng trong số tất cả là 812 người hiện nay đang có nhiệm vụ để tham gia cái chiến dịch tìm kiếm những người bị mất tích qua chiếc máy bay của hãng hàng không Lion Air bị tai nạn vào ngày hôm qua.
Tất cả những cái sự kiện đó cho thấy rằng Tổng thống, ngay cả Tổng thống Indonesia cũng đã ra lệnh để đi thanh tra và tìm lại, coi tìm xem tất cả cái nỗ lực và những cái sự kiện như thế nào để đưa đến một cái tai nạn thảm khốc như vậy. Và tất cả những cái nhân viên có chính thức của Indonesia đã có mặt tại hiện trường ngày hôm qua, và họ đã cùng với góp sức với tất cả những vị Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, cũng giống như là thành phần của Bộ Nội vụ và tất cả những người làm việc chung với gia đình của tất cả các nạn nhân, để hầu tìm kiếm một cái niềm an ủi nào đó đến với 189 hành khách đã bị mất tích trên chiếc máy bay của hàng không Lion Air. Vâng, thưa quý vị, hiện giờ cái black box, tức là cái hộp đen ở trên máy bay, cũng vẫn chưa có tìm lên được. Và người ta mong rằng khi mà có được cái hộp black box này và cái flight recorder, tức là cái hệ thống thâu băng cái cuộc đối thoại giữa các phi công ở trên máy bay, thì lúc đó người ta sẽ có thể tìm được cái lý do chính xác hơn là tại sao đột ngột chiếc máy bay này đã đâm đầu thẳng xuống dưới biển như thế. Trước khi mà máy bay rớt thì viên phi công đó liên lạc với lại đài Air Controller để mà nói rằng chúng tôi sẽ quay trở lại ngay lập tức, nhưng mà họ chưa có thông báo về cái việc mà emergency, thì ngay sau đó chiếc máy bay đã đâm đầu thẳng xuống dưới biển. Kính thưa quý vị, chiếc máy bay 737 MAX 8 là một trong những chiếc máy bay, như anh Bùi vừa trình bày, đó là một trong những máy bay chiến lược mà đã mang lại nhiều lợi tức cho hãng hàng không Boeing. Nhưng ngày hôm qua, sau tai nạn của hãng hàng không Lion Air với cái chiếc máy bay của Boeing, thì cái giá trị thị trường chứng khoán của hãng Boeing như thế nào thưa anh? Ngày hôm qua, hãng Boeing stock đã rớt xuống 6%. Giới quan sát thị trường cho rằng một phần nhỏ của cái việc mà stock này rớt xuống là do cái vấn đề chuyển động trong vấn đề chiến tranh mậu dịch giữa Trung Cộng và Hoa Kỳ. Và Boeing là một công ty có cái phần lợi rất lớn trong vấn đề mà buôn bán với Trung Cộng. Tuy nhiên, cái phần lớn người ta cho rằng có lẽ là tại vì cái tai nạn do cái máy bay rớt xuống, và hiện giờ chưa biết rõ cái nguyên nhân vì đâu mà máy bay lại rớt như vậy. Thưa anh, gần đây Boeing là một hãng mà rất nhiều tai nạn máy bay đã xảy ra cho họ. Lẽ dĩ nhiên thì rất nhiều cái chuyến bay bay khắp nơi trên thế giới, trong đó cũng Airbus cũng bị, Boeing cũng bị. Nhưng mà cái sự kiện mà cái stock của Boeing nó rớt xuống 6.6 ngày hôm qua, theo một vài giới phân tích thị trường chứng khoán thì họ cho rằng đây là nằm trong cái ảnh hưởng chu kỳ của một cái vấn đề, đặt vấn đề hàng rào thuế quan đối với tất cả các hàng hóa Trung Quốc nhập cảng đến Hoa Kỳ, thành nó ảnh hưởng đến với một vài tất cả những cái linh kiện và dữ kiện mà trong đó Boeing cũng có thể nhập cảng, bởi thế và cũng có thể Boeing sẽ xuất cảng qua Trung Quốc, bởi thế nên cái thị trường chứng khoán nó mới giảm xuống 6.6, chứ không chưa hẳn là vì tai nạn của cái vụ của hãng hàng không. Đúng là như thế. Tuy nhiên các công ty khác thì cái mức trung bình rớt về thị trường chứng khoán của họ là khoảng 1% và hơn 1% một chút xíu, và công ty Boeing là công ty mà bị rớt nhiều nhất trong 2 ngày vừa qua. Thành thử ra đó là một những điều mà người ta đang thắc mắc, có phải cái việc này nó gây ra một phần lớn là vì cái tai nạn máy bay vừa qua hay không? Thật sự đến bây giờ thì tất cả các giới phân tích về vấn đề tai nạn và hàng không, cũng giống như cơ quan FAA, chưa ra một cái thông báo chính thức, một cái lời tuyên bố chính thức về nào về cái tai nạn của chiếc máy bay 737 MAX 8 của hãng hàng không Lion Air. Tất cả những cái sự kiện về vấn đề trục trặc kỹ thuật hoặc là máy móc hoặc là vấn đề tai nạn như thế nào chưa có một cái lời tuyên bố chính thức đến từ chính phủ Indonesia. Thì như vậy có thể nói là quá sớm để chúng ta có thể nghi ngờ về tất cả trục trặc kỹ thuật, cũng giống như là về vấn đề mà chiếc máy bay của hãng hàng không Lion Air đã bị rớt xuống qua cái việc mua chiếc máy bay đó của hãng Boeing đến từ Chicago. Tuy nhiên tất cả những cái tin tức đó thì sẽ được cơ quan hàng không của Indonesia, họ đang theo dõi và đang thanh tra trong những ngày tới đây, và chúng ta sẽ có những cái tin tức có thể nói cụ thể hơn khi chúng ta đưa ra những cái lời tuyên bố về tất cả những cái sự kiện liên quan đến chiếc máy bay của hãng hàng không Boeing. Một lần nữa chúng tôi trở lại với một trong những sự kiện quan trọng mà chắc anh Phát Bùi cũng biết, năm ngoái là một trong những cái năm mà chúng ta có nhiều người bị bệnh chết vì bệnh cúm dịch nhiều nhất nha anh Phát. Vâng. Vâng. Anh có thể tưởng tượng rằng năm ngoái mà cái con số chết lên tới 80.000 người ở Hoa Kỳ. Wow, tôi nghe cái tin này tôi cũng dịch mình luôn nha. Là tại tôi cũng là một trong những người bị cúm năm ngoái thôi anh Phát. Thế năm nay anh Trọng đã đi chích ngừa cúm chưa nào? Wow, đây là một trong những sự kiện quan trọng, và hôm nay thì cơ quan phòng ngừa dịch bệnh
đã cho biết Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh đang theo dõi sát sao về cái tình trạng cảm cúm sau khi cái con số tử vong lên đến rất nhiều vào năm ngoái. Và hơn 100 năm nay thì kính thưa quý vị, nếu quý vị xem lại thì trong một cái sự kiện lịch sử ở đến từ Barcelona ở tại Spanish, tất nhiên là tại Tây Ban Nha, một trong những cái dịch cúm nó đã giết đi đến gần 50 triệu người ở trên thế giới này. Đó là một trong những cái điều mà một trong những sự kiện ông tiến sĩ Robert Redfield, một trong những người giám đốc cơ quan CDC đã cho biết, và ông đã có những cái mối lo ngại và quan tâm đến những cái sự việc mà có thể trong tương lai chúng ta sẽ đương đầu với một cái nạn dịch cúm như vậy. Bạn có biết mọi người hỏi tôi điều gì khiến tôi phải thức giấc vào ban đêm và khiến tôi phải thức dậy vào ban đêm? Chỉ là những gì bạn gây ra, đó là kính thưa quý vị, đại dịch cúm. Tôi nghĩ điều đó rất có thể, và ông nói rằng chúng ta có nguy cơ bị đại dịch khác. Việc chuẩn bị tốt nhất cho đại dịch của chúng ta là chúng ta tối ưu hóa phản ứng của chúng ta đối với cúm. Và kính thưa quý vị, theo ông John, tôi nghĩ có một khả năng rất là nghiêm trọng, và điều mà giám đốc CDC nói rằng là cái điều đó chúng ta phải chuẩn bị cho một cái vấn đề gọi là chích ngừa cúm, thưa anh. Vâng, và thưa anh, vào cuối tuần vừa qua chúng tôi có tham dự cái hội chợ y tế của Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn. Trong đó rất nhiều đồng hương lợn tức hấp đã được chích ngừa cảm cúm free, thưa anh. Vâng, và kính thưa quý vị, một trong những cái sự kiện mà chúng ta lo ngại nhất là các trẻ em từ dưới 6 tháng trở lên hoặc là từ trên 6 tháng. Có thể nói quý vị lo sợ và nghĩ rằng không nên chích ngừa cúm cho các trẻ em đó. Nhưng đến bây giờ thì theo lời của ông Redfield, giám đốc cơ quan CDC cho biết rằng đến bây giờ chúng ta nên quan tâm đến vấn đề chích ngừa cho những trẻ em, ngay cả những trẻ em dưới 6 tháng tuổi. Thì đó là một trong những sự kiện mà người ta nghĩ rằng có thể có một cái tai nạn, một cái tai ương đến với nhân loại qua cái vấn đề cúm và cái dịch cúm. Và nếu chúng ta không chuẩn bị trước thì có thể nói không sớm gì muộn thì chúng ta cũng có thể đón nhận cái điều mà chúng ta chẳng bao giờ muốn xảy đến với chúng ta. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua Cà Phê Sáng, và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong giây lát.